Dạ vâng, ngày hôm nay thì Tiến đang chuẩn bị khởi hành đi Lâm Đồng để thu một chiếc xe Ford rất là đặc biệt, mới chạy 1.400 km thưa quý vị. Tiến sử dụng chiếc bán tải LT 2 cầu phiên bản 2023 mới này để lên Lâm Đồng thu một em siêu siêu lướt Ford. Đó là bật mí quý vị luôn, là Ford Everest phiên bản Titanium nha quý vị. Rồi hãy theo chân Tiến đi Lâm Đồng nha. Tiến hiện tại đã hoàn thành thủ tục thu mua chiếc Ford Everest phiên bản 2 cầu Biturbo 2022 mới rồi quý vị ạ. À, nhưng do một số cái vấn đề trục trặc về cái thủ tục với lại là quá trình thanh toán nên là Tiến không có quay cái lúc làm việc với khách hàng cho quý vị xem được. Nó chậm trễ thời gian khoảng một ngày. Đáng lẽ là xong hôm qua rồi nhưng mà sáng hôm nay mới xong và Tiến mới nhận xe. Thì Tiến đang ở trên xe luôn. Tiến sẽ kiếm một cái vị trí đẹp để mà quay cho quý vị xem chiếc xe này. À, từ lúc nhận xe tới lúc Tiến lái xe thì hiện tại là số km nó vẫn là 1.560, thì nó đang nhỉnh một chút rồi. Thì Tiến sẽ kiếm một chỗ để đẹp đẹp để quay cho quý vị xem nha. Chiếc Ford Everest phiên bản Biturbo siêu lướt này nha quý vị. Thưa quý vị, thì Tiến đã kiếm được một chỗ khá là đẹp để quay video này cho quý vị xem. À, vừa quay cảnh vừa quay xe luôn nha quý vị. Thì đây là khúc đoạn đường gần tới Di Linh rồi. Thì Tiến kiếm được một cái view rất là đẹp, rất phù hợp với em Ford Everest màu trắng phiên bản 2 cầu này. Đây là cái xe phải nói là không khác gì xe mới quý vị. Thì Tiến rất là tâm đắc và phải lựa một chỗ đẹp như vậy để quay cho quý vị xem. Thì cái xe này không khác gì xe mới nha. Chẳng qua đoạn đường Tiến di chuyển thì nó hơi bụi một chút mà Tiến vẫn chưa có được vệ sinh xe. Mới chạy 1.500 km. Về ngoại hình thì không có gì phải bàn nữa quý vị. Nhiều vị trí tem còn chưa lột nha quý vị. Đây, mâm vỏ vẫn còn nguyên y vì mới chạy 1.500 km thôi, nên là không có gì phải bàn cãi về cái chất của xe nữa. Biển số Lâm Đồng. Tiến xin quay ở bên trong cho quý vị xem. Xe không khác gì xe mới nha quý vị nha. Xe đã trang bị sẵn phim cách nhiệt. Đây số km đây quý vị. Camera hành trình. Bảo hiểm vật chất. Đây tem xe vẫn còn chưa lột nha quý vị. Tem màn hình vẫn còn chưa lột luôn. Và ghế đây vẫn còn nguyên rinh. À, khách hàng đã bọc sẵn lót sàn simili và có cái lót sàn chân phía trước nữa, thì Tiến về Tiến sẽ vệ sinh lại cho sạch hơn để chụp những bộ ảnh đẹp hơn cho quý vị xem. Tiến sẽ cho quý vị xem cái phần phía sau, phần hành khách của xe. Đây, đây là sách hướng dẫn sử dụng và đây là cái tem trên ghế nha quý vị, vẫn còn chưa có lột cái phần niêm phong. Thì hơi dơ vì Tiến mới nhận thôi, vẫn chưa có kịp vệ sinh. Xe này mua tại Đà Lạt Ford nha quý vị, nhưng mà bây giờ được thu bởi Bình Thuận Ford rồi, cũng thật là may mắn. Vì cái hãng xe thu mua xe cũ thì rất nhiều, nếu mà mua được một em xe này thì phải nói là hết sức là vui luôn. À, camera hành trình gắn ở phía sau nè quý vị, bộ camera trước sau đầy đủ. Và như vậy là em Ford Everest phiên bản Titanium 2 cầu siêu lướt 1.500 km đã về với Bình Thuận Ford của Tiến. Xin cảm ơn quý vị khách hàng đang theo dõi video này.
Thì Tiến sẽ thu mua xe cũ ở khắp nơi, và trong mỗi cuộc hành trình của Tiến, Tiến sẽ quay những cái video này lại để cho quý vị nào vừa xem xe vừa xem được những cảnh đẹp ở khắp nơi mà Tiến đi qua. Thì đây là vùng đất Lâm Đồng của chúng ta, đồi núi rất là chập trùng, rất là đẹp. Mùa này thì hoa dã quỳ đang nở luôn. Bình Thuận của Tiến thì cũng có chỗ nước linh thánh linh thì cũng cao ráo, nhưng mà không có những cái nơi đẹp mắt như vậy, và khí hậu cũng hơi là nóng. Còn Lâm Đồng thì được thiên nhiên ban tặng cho một cái không khí khá là mát mẻ. Bây giờ hiện tại là 1 giờ trưa mà không khí vẫn rất là mát. Về cái giá thành của xe này thì Tiến sẽ bật mí cho quý vị luôn, là sẽ chào bán với mức giá là 1 tỷ 330 triệu, và tiết kiệm so với xe mới gần 400 triệu đồng nha quý vị. Nếu mà phiên bản 2022 hiện nay, xe mới thì có lâu đó mức giá của nó khoảng 1 tỷ 7, thì cái xe này nếu mà quý vị mua thì chỉ 1 tỷ 330 thôi, ưu tiên cho quý vị khách hàng ở Lâm Đồng nha. Xin cảm ơn quý vị. Quý vị có nhu cầu mua bán, trao đổi xe ô tô đã qua sử dụng, hãy liên hệ về Tiến số điện thoại 0937 393786 để Tiến tư vấn cụ thể hơn cho quý vị xem nha, gửi hình cho quý vị xem. Rồi, xin cảm ơn quý vị rất nhiều.